Hello các anh em thiện lành của Gen. Các anh em thiện lành. Nói chung là bị ảnh hưởng bởi trend á, mà bây giờ tụi nó hay nói vậy. Thật sự thì rất là muốn có một cái clip livestream để chia sẻ nhiều hơn, nhưng mà chưa đạt tới mức đó. Nếu như các bạn nhớ thì cái lúc mà Gen với Bumi livestream lúc đó là 10.000 subscriber, và có hứa với mọi người là khi đạt đến 50.000 sẽ livestream lần nữa. Nên mọi người hãy cố gắng chia sẻ để giúp Gen có được cái cột mốc đó nha. Ok, trở lại cái vấn đề thì chắc là cái clip này nó sẽ khác với những cái clip đi chơi trước. Nó không phải là một cái câu chào mừng hello, chào mừng các bạn đến với Gen Gen Go được các kiểu bla bla. Gen muốn tâm sự nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn với các bạn. Là thật sự là cảm ơn rất là nhiều những cái người mà đã ủng hộ cho Gen và Bumi thông qua cái lượt view nè và cái lượt comment. Thì Gen cũng biết là các anh chị, các cô chú rất là quan tâm và yêu thương Gen. Bên cạnh những cái đứa chửi thì tôi không đề cập thế rồi. Mà hả, mấy đứa chửi cũng là fan đó nha. Anti-fan cũng đem về cho Gen khá là nhiều view. Cảm ơn anti-fan nha. Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu? Thì nếu như các bạn nhớ thì cái lần đi Thái trước của Gen đi Thái là gì? Chả cá, tôi thích chả cá lắm luôn. Nhưng mà cái món chả cá đó nó làm cho anh cảm thấy không có được happy cho lắm luôn. Nó phải, bình thường. Có nghĩa là anh kỳ vọng quá, thành ra lúc anh ăn, đúng anh rồi. Lúc mà tôi coi mấy cái clip ở trên mạng thôi, tôi không nói ai quay hết nha. Tụi nó hấp dẫn mà nhìn chảy nước luôn. Qua bển kiếm xăng cho được, ăn thấy bình thường, trời ơi, thực sự rất là thất vọng. Với lại á, cái clip đi Thái đợt đó Gen quay bằng cái máy 550 á, và nó rất là rung, nó rung về mặt hình ảnh và mặt âm thanh. Thực sự mà nói bây giờ nhìn lại thì tôi không dám nhận là mình đã từng quay cái clip đó luôn á. Tại vì cái về mặt nội dung nó cũng còn thiếu sót rất là nhiều. Đi đến những cái location Gen cũng chưa đưa được cho các bạn là cái tên của cái location đó, rồi không có cái link bản đồ nữa. Những cái clip sau thì Gen làm đầy đủ, rất là đầy đủ cái đó. Cho nên để bù lại thì Gen quyết định là tụi mình sẽ đi Thái một lần nữa. Nhưng mà không phải là Bangkok. Con quỷ này nó sợ Bangkok lắm nè. Gì? An ninh chính trị gì đó. Ý là thời điểm này đang gần cuối tháng 3, khoảng qua đầu tháng 4 thì sẽ là Tết của Thái Lan và có cái lễ hội té nước á. Thì bên Bangkok thì các bạn cũng biết rồi, hay bị bất động, bạo động về chính trị, và đợt vừa rồi gần nhất có một vụ nổ bom á, nên tôi cũng hạn chế tôi đi. Tôi đi qua đó vào những cái thời điểm nhạy cảm thế này, nên Bumi và Gen quyết định sẽ đi qua một vùng đất khác cũng thuộc Thái Lan luôn, nhưng mà ở phía bắc, đó là Chiang Mai. Chiang Mai. Nhiều người đọc là Chiang Mai nhưng mà em không biết chính xác là Chiang Mai hay Chiang Mai. Muốn biết Chiang Mai hay Chiang Mai, mình qua Mai. mình qua đó mình xem một bản điện họ đọc như thế nào nhé. Đấy. Rồi thì cái chuyến này nó sẽ như thế nào thì các bạn theo dõi clip sẽ biết nha. Như nói chung là đi sao quay sao về y chang vậy luôn á, không có dàn dựng gì hết. Nhưng mà có một cái điều như thế này, Gen thấy cũng khá là nhiều bạn comment hỏi là lúc mà đi á thì vé máy bay đồ các kiểu thì như thế nào á. Nếu như các bạn có coi cái clip đi Quy Nhơn, cái đợt đó là Gen đi máy bay một mình, thì các bạn sẽ thấy là Bumi hướng dẫn cho Gen rất là chi tiết luôn. Trời ơi, tôi chỉ biết đi thôi, còn cái chuyện mà vé mua làm sao rồi khứ hồi là gì là đây hết. Cho nên để giúp cho các bạn hiểu cái quy trình này như thế nào, với lại cũng giúp cho Gen hiểu luôn, thì để Bumi hướng dẫn. Thường thì mua vé ở đâu? Thường thì Bumi và Gen không có một cái ứng dụng mua vé yêu thích nào. Bình thường thì nó sẽ loanh quanh mấy cái kênh, ví dụ như Agoda, rồi Traveloka, hoặc là Booking.com. Nhưng mà khi mà Bumi và Gen muốn đi đâu thì sẽ lên những cái trang đó và tìm khách sạn và so sánh thì cái giá của hàng nào nó tốt hơn hoặc hàng nào đang khuyến mãi nhiều hơn thì mình book trên đó thôi. Nhưng mà gần đây thì Bumi được bạn bè giới thiệu một cái app, một cái ứng dụng của gọi là Xtrip. Thì cái ứng dụng này á là của người Việt, của người Việt mình làm ra, thì người Việt ủng hộ người Việt. Nghe có mùa quảng cáo đây, mà có quảng cáo không ạ? Nghĩ sao vậy? Thấy cái gì tốt thì giới thiệu. Bắt cặp mày. Okay. Ok, để Bu Mì hướng dẫn ha. Nè, đeo cái gì vô thu âm cho nó, tức là Bu Mì sẽ quay cái màn hình điện thoại của Bu Mì rồi hướng dẫn luôn. Gen ngồi đây Gen cũng coi luôn.
mở chế độ quay phim. Đến chính rồi, là bắt đầu quay phim đó nha. Đang ở Việt Nam. Đúng rồi, đây là chỉ là mở màn thôi. Nó quay rồi đó. Nói vô này. Nói được rồi đó. Alo 1234. Không cần ghi xét nữa. Rồi. À, bây giờ mình sẽ vào cái ứng dụng là Xtrip nha. Đây là cái logo. Ở đây á thì một cái điểm mạnh mà tại sao Bu mình muốn giới thiệu với các bạn về cái ứng dụng này á, thì ngoài những cái ví dụ như là cơ bản như chuyến bay, khách sạn thì tiếng Việt hả? Ừ, nó giao diện nó tiếng Việt. Ví dụ như là những cái hàng khác á, một là nó mạnh về khách sạn, hai là nó mạnh về book vé máy bay chẳng hạn, hoặc là như hàng group á thì nó chỉ là riêng có vé vui chơi thôi. Thì cái ứng dụng của cái hàng này thì nó được cái là nó tổng hợp hết. Ví dụ như là nó có vừa có chuyến bay, vừa có khách sạn, vừa có vé vui chơi, vừa có tour. Đặc biệt là có nhiều tour, có rất là nhiều thể loại tour nè. Đó, tour trong nước, tour ngoài nước luôn. Em thấy hơi giới thiệu hơi lan man vậy, bốc vé máy bay làm sao? Vô thẳng vấn đề coi. Bốc vé máy bay thì vô nè. Động. Chuyến bay nè. Rồi sao nữa? Nè, nhập điểm khởi hành. Ví dụ như là đó. Mình bay từ Tân Sơn Nhất đi đúng không? Rồi nhập điểm đến thôi, quốc tế thôi, rồi chọn này. Ngày đi nè. Ủa nó có hiện giá không? Chưa, mình chưa chọn hả? Ngày xong rồi nó mới hiện giá. Ví dụ như đi từ ngày đây đến ngày này đi, 28 đến 31 đi. À nhân tiền 28 tới 31 nhưng mà thường là 4 tháng sau mới có clip. Nhưng mà clip này sẽ cố gắng dựng sớm cho các bạn. Đừng tin lời hứa của anh ấy. Không, hình như không phải là 4 tháng mà là gần như là 6 tháng á. Cái clip mà tôi đi công tác á, lâu lắm. Thôi quay trở lại vấn đề đi, sao? Giá thì sao? Đây thì họ sẽ ra à, clip ra những cái hãng đúng không? Đúng rồi. Có filter từ thấp tới cao không? Đây, bấm vô đây thử. Bộ lọc có, có bộ lọc thấp nhất. Giá thấp nhất kìa. Chuyến bay khởi hành sớm nhất. Đến sớm nhất, thời gian bay ngắn nhất. À, nó sẽ cho bạn lọc được là bay thẳng một điểm dừng hai điểm. Tại vì á bay Gem Mai á, lúc trước á thì là chỉ có là bay là phải bay transit qua Bangkok hoặc Malaysia, nhưng mà hiện tại thì Vietjet họ đã mở cái chuyến bay thẳng rồi nên cũng rất là tiện. Thì kỳ này tức là bay một lèo tới Gem Mai luôn. Đúng rồi, không phải dừng nghỉ gì hết á. Đây mình chọn cái chuyến này, chuyến bay thẳng này. Cái đó là chuyến đi. Ừ, còn nè, dòm vô nè, CNX gặp Sài Gòn đúng không? Là cái này là mã của cái sân bay, cái này là từ Chiang Mai về lại Sài Gòn. Thì mình cũng chọn đây. Chỗ 7 hả? Ừ. Chỗ 8, chỗ 7 với 40 cho chỗ 8 thì cũng được quá ha. Thì ở đây nó sẽ có điều kiện vé, thì nó sẽ link qua cái trang web của Vietjet Air cho mấy bạn. Khi mà mấy bạn book á, thì sẽ biết được là ví dụ như là nếu mà mình muốn thay đổi tên, thay đổi chuyến bay, thay đổi ngày bay hay chặng bay gì đó thì nó sẽ áp dụng. Mà thường á, thì Vietjet á, nếu mà mấy cái vé mà rẻ á, thì thường sẽ họ sẽ không áp dụng đổi tên hành khách, nhưng mà họ cho áp dụng đổi thay đổi chuyến bay. Ví dụ như các bạn book nhưng mà gần tới đó các bạn bay không được á, thì các bạn có thể thu xếp để các bạn chuyển sang một cái ngày khác. Thì cái phí mà chuyển đổi ngày bay á, thì bố mày nhớ là cho Vietjet là khoảng 800 ngàn một chặng bay một lần đổi. Có nghĩa là ví dụ như là muốn các bạn muốn về trễ hơn thì mất 800 ngàn, cộng thêm cái phí mà trên lệch của cái vé. Ví dụ như là anh bay về ngày sau mà cái vé mà nó mắc hơn, hôm nay vé bay gì? Hiểu. Lúc anh đang mua là vé 1,7 triệu đúng không, nhưng mà cái ngày hôm sau anh mua cái vé đó thì tới 2 triệu chẳng hạn, thì các bạn ngoài cái phí 800 còn phải cộng thêm 300 ngàn vô nữa. Đó thì cái đó là tùy. Nói chung là nên suy nghĩ kỹ cái điểm, cái khoảng thời gian mà mình về. Để không có nhiều khi ra qua Chiang Mai trời đi vui quá muốn ở thêm. Đó là tốn thêm 800 ngàn cộng với cái phí chuyển đổi trên lệch cái vé lúc đó nữa. Kiểu vậy. Ok. Sau đó bấm đặt. Sorry. Đây bấm đặt chỗ. Đặt chỗ. Rồi. Đặt chỗ. Thông tin hành khách thì các bạn nhập thông tin vô đây. Và mình có được quyền mua hành lý ký gửi luôn. Đăng ký trên đây luôn được luôn hả? Đăng ký hành lý ký gửi. Đây thì nó sẽ có giá cho các bạn luôn. Giá này thì Vietjet hả?
Thì Z thì anh nghĩ là nên mua 20kg cho nó thoải mái, 15kg nó hơi ít. Tại thường mấy bạn đi du lịch thì mấy bạn sẽ mua sắm nhiều á. Bà nhập họ A, B, C. Làm demo cho các bạn thôi. C, D, F. Duyên tầm lao. Số hộ chiếu là C 1 2 3 4 5 6 7 đi. Bu mới không biết là khi mà đăng ký như vậy thì nó có check liền không, là những cái tên này nó có hợp lệ không, nhưng mà mình cứ bấm thử cũng không chắc nữa. Một ngày hết hạn của hộ chiếu đúng không? 2020 Rồi, bấm rồi tiếp tục. Nếu mà có mã khuyến mãi thì các bạn chọn mã khuyến mãi và nhập mã. Còn ở đây á, thì cái app này nó cũng có thêm một cái là ví dụ mà khi mà các bạn mua vé máy bay rồi mua khách sạn, mua tour du lịch gì đó thì nó sẽ tích điểm. Nó sẽ tích điểm xong rồi dùng điểm đó để thanh toán cũng được. Ví dụ như là Bạn có không điểm mà kéo cái gì vậy bà? Mấy lần trước á, Bu Mi không biết á, Bu Mi cứ vào Bu Mi book thôi mà Bu Mi không có đăng nhập. Thành ra nó không có tích điểm. Cái này có không đăng nhập cũng chơi được nữa hả? Không đăng nhập cũng book được nữa. Ra Bu Mi không có đăng nhập. Nhưng mà sau đó mới phát hiện ra cái vụ tích điểm này thì rất là uổng. Uổng biết bao nhiêu. Đây là một cái điểm chú ý cho các bạn nữa, phải không? Nhiều quá nè, mở nó lên tới não nó rồi, bỏ biết bao nhiêu điểm mẹ nó rồi. Từ từ mạng chậm rồi. Mình tổng tiền là đang hiện tại là 4.132.000. Ủa là một người hả, hai người vậy? Một người, tại vì do mình mua tới hành lý chiều đi chiều về. Hành lý chiều đi chiều về nãy mua bao nhiêu á? 300 mấy, gần 400, 400 mấy một ngàn thì coi như gần 800 ngàn rồi. Vé máy bay thì nó 1 triệu là 1.6.000, 1 triệu là 1.7.000 thì khoảng 3 triệu mấy thôi, 3.2, 3.3 thôi Rồi. Nếu mà bay hẳn đi Chiang Mai mà khoảng 3.3 thì cũng rẻ đúng không mà. Rồi xong mình bấm thanh toán. Nó nói vui, lương công nhân có 6 triệu một tháng, 3.3 rẻ cái đầu mày. Mình giả bộ mình sống fancy. Mới ngày hôm qua em kia có đứa comment hả, nói tôi gì mặt gương mặt tỏ vẻ gì đó sang chảnh khắc khổ không, ra vẻ ta đây. Ăn hơi thiếu gõ không mà ra vẻ gì. Tiếp đi. Ok, bây giờ mình thanh toán á, thì ở đây á, nó có rất là nhiều cái hình thức thanh toán. Và đây cũng là một cái điểm đặc biệt mà Bumi thích và Bumi muốn giới thiệu. Có nghĩa là những cái ứng dụng khác thường là mình chỉ thanh toán qua thẻ tín dụng hoặc maximum là ATM nội địa thôi. Nhưng mà ở đây nó có hình thức chuyển khoản nè. Nếu mà bạn nào không dùng thẻ tín dụng thì các bạn có thể nhờ ai đó chuyển khoản, hoặc là nếu mà bạn tiện thì bạn có thể đến văn phòng của cái chỗ này. Chắc không rảnh đâu, tiếp đi. Không, anh biết sao không? Cái hình thức này á, với nhiều cô chú rồi này kia á, người ta đâu có rành mấy cái ATM, người ta đâu có thẻ ngân hàng gì đâu. Cũng có lý. Người ta chọn rồi xong người ta qua người ta thanh toán luôn. IU thì có không qua cái hình thức này thì nó sẽ có một cái list cửa hàng nè. Payo hình như là Nó có VMAX, Circle K đồ này kia các kiểu. Thì bạn có thể ra đây bạn trực tiếp bạn thanh toán luôn. Thì cũng cái hình thức này cũng rất là tiện nè. Đó. Thẻ tín dụng thì bình thường rồi, thanh toán qua thu hộ luôn thì sẽ có nhân viên sẽ gọi điện cho bạn trước khi đến luôn. Cái này tiện nè, bữa ở nhà. Đặt lịch xong cái người ta tới thu tiền, tới ngày mình sẽ vali là mình đi thôi. Ok. Ủa rồi mua vé đây nhận vé làm sao? Qua email hả? Hay sao? Đúng rồi, tại vì lúc đầu á, lúc mà khi mà mình đặt chỗ á. Ủa, chết rồi.
Rồi bấm, nãy là bấm thanh toán là xong rồi. Ừ, demo thôi. Ừ, demo nên bu thì không có đặt. Ý là nếu mà lúc mà trong cái chỗ đặt chỗ thì nó sẽ có cái đánh cái email của mình vô. Nhưng mà đây để Bumi mở cho các bạn xem. Hôm bữa Bumi có đặt một cái tour, cũng đặt vé máy bay trên đây rồi. Thì đây, thì khi mà đặt xong á, nếu mà thanh toán xuất vé thành công thì nó sẽ hiện trên cái chỗ đặt chỗ nè. Đặt chỗ của tôi nè. Rồi, thì nó sẽ có, đây bấm đây lộ trình giá vé nè. Hành khách nè. Rồi thì khi mà các bạn ra sân bay, các bạn chỉ cần show cái này cho nhân viên bán vé là được rồi. 799-22092 à, mã vé hả? Ừ, là nó có sẵn trong điện thoại luôn. Không cần phải mở email hay là lưu bằng hình ảnh hay gì hết. Nhưng mà ngoài ra thì nó cũng có gửi email nữa. À, Xtrip gửi vé điện tử nè. Đây, giao diện. Giá phí rồi liệt kê một số lưu ý. Và ở đây á, đặc biệt á là cái tổng đài này nè, hỗ trợ rất là tốt nha các bạn. Tại vì đợt 24/24 không biết có 24/24 không nữa. Chứ mà em nói tốt là tốt là sao? Tốt có nghĩa là thường á, ví dụ như là mấy cái ứng dụng khác, một số cái ứng dụng họ sẽ không có đội ngũ chăm sóc khách hàng ở Việt Nam. Ví dụ như một số ứng dụng á, họ sẽ không có đội ngũ chăm sóc khách hàng ở Việt Nam. Nói số vậy biết rồi, nói tên ra mất công, nói mình dìm ta nữa. Đúng rồi, mình không có nói tên, mình chỉ có một số. Ok. Với lại cái tổng đài này là thường Bumi gọi á, là được liền. Còn nhiều cái tổng đài gọi hoài, gọi quỷ, gọi không được là không được nha. Gọi, thứ nhất là gọi cái là được nè. Thứ hai là các bạn hỗ trợ rất là tốt. Tại vì lúc mà Bumi đặt vé máy bay á thì quên mua hành lý, mua có 15 kg hành lý à. Sau đó nghĩ là mang đồ đạc máy móc rất là nhiều nên muốn đặt thêm á, thì một cái đặc điểm là trên cái ứng dụng này, họ khi mà vào quản lý đặt chỗ, mình đã mua vé máy bay rồi thì mình không có đặt thêm hành lý, mà mình muốn đặt thêm hành lý, mình chỉ việc gọi lên tổng đài là các bạn sẽ báo giá và hỗ trợ mình thanh toán tiền rồi này kia hết. Hỗ trợ báo giá hành lý nè, rồi gửi mail về cho mình nè. Hoặc là muốn đổi ngày cũng vậy, muốn đổi ngày thì cứ việc gọi lên alo chị muốn đổi ngày như vậy đó. Thì vừa rồi Bumi đang, tụi tôi tính là ở có 3-4 ngày thôi, nhưng mà tụi tôi ham vui. Đó là lý do nãy tôi nói á, mắc phải suy nghĩ cho kỹ, tốn tiền quan là vậy đó. Nhưng mà để coi, chưa đi là thích muốn ở lâu rồi, cũng không biết làm sao đây nữa. Thật ra nha, Bumi cũng không có thích đồ Thái lắm, tại vì không có hợp khẩu vị đồ Thái. Nhưng mà nó xạo quá, đưa gì nó cũng ăn. Nhưng mà ý là coi review ở trên mạng thấy hả, chiều mai rất là đẹp, cà phê, mấy quán cà phê rồi mấy cái nơi, nói chung không khí nó kiểu không khí giống như là Đà Lạt vậy đó, nhưng mà nó đẹp hơn, nên thành ra là tôi muốn ở lại nhiều, quay nhiều hướng ngoại nhiều một chút để để tiện thể một lần bay mình giới thiệu với các bạn luôn. Thành ra tôi đang quyết định ở lại, và nếu mà ở lại thì phải bỏ thêm 800.000 tiền đổi vé một người. Ok rồi, hy vọng là Gen Bộ 10 đã giới thiệu đến cho các bạn một cái ứng dụng đặt vé máy bay tiện, các bạn cứ sử dụng thử đi coi nó có tiện hay không, chứ Gen với Bộ 10 thì thấy tiện. Rồi, bây giờ đi thôi. Hello các bạn, Gen đang ở sân bay. Và nếu như các bạn xem rất là khá là nhiều clip mà cái dạng clip full á, thì Gen đã nói rất là nhiều về cái vấn đề thủ tục check in, rồi nhận vé, rồi qua hải quan như thế nào, bla bla rồi. Cho nên cái chuyến này Gen sẽ không nói về cái chuyện đó nữa. Và câu chuyện ở trong sân bay của chúng ta hôm nay sẽ nói về cái gì? Nói về khi mà qua Thái á, thì những cái vấn đề về thông tin liên lạc, về SIM nè, Bù Mì sẽ giải thích cho các bạn. Rồi về tiền nữa, Bù Mì cũng sẽ là người nói về cái chuyện là tiền luôn. Nhưng mà để Gen dành nói về tiền trước. Tại vì cái vấn đề tiền tệ Gen rất là quan tâm. Cái lúc mà đi á, thì Gen mới hỏi là ủa bây giờ mình đem tiền đô qua bên Thái mình đổi cái thì nó có lợi hơn cái chuyện là mình đổi tiền Thái ở Việt hay không. Thì như các bạn nhớ thì tụi mình có một người bạn
là Thạch Hà đang làm ở bên Thái, và khi mà hỏi á thì tùy lúc, đúng không Bùi Mì? Đúng rồi. Có những lúc bạn đổi tiền Thái á ở bên đất Thái nó sẽ lợi, nhưng có những lúc bạn đổi tiền Thái ở bên đất Việt nó sẽ lợi hơn. Thì cái này thì bạn phải tìm hiểu về cái mệnh giá tại cái thời điểm lúc đó, thì bạn sẽ đưa ra cái quyết định là mình đổi cái tiền ra tiền Thái á ở đâu nó ok hơn. Và cái chuyến này hiện tại thì tụi mình đổi tiền Thái ở Việt Nam. Thì Bùi Mì có một cái chỗ rất là hay đổi tiền. Bùi Mì có thể chia sẻ với bạn chỗ đó không? Không nhớ mẹ địa chỉ đó. Ok, Gen sẽ để cái địa chỉ đó ở dưới cái phần ở trên với bạn chỗ đó không? Lúc mà Gen biên tập á thì các bạn sẽ thấy ha, nếu mà các bạn thích thì có, nhưng mà cũng rất là dễ tìm. Nó ở quận nhất chắc ai cũng biết mà, đường chỗ, gì? Gần gì đó. Gần nhà hát. Gần 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 nhà hát thành phố, cái đường, đường Nguyễn Thiệp hay sao á, không nói chung là cái chỗ đó tay ta gì cũng hay tới điểm đổi tiền hết đó. Rồi về sim thì sao nhỉ Bùi Mì? Sim thì nghe đồn á là bút ở Việt Nam thì nó sẽ rẻ hơn, nên bọn mình quyết định là bút sim mình mua ở Xtrip trước. Thì Xtrip có bán sim đúng không? Thì hôm bữa đặt vé máy bay thì cũng phát hiện ra là có bán sim, nên mình đầu hướng dẫn cho bạn coi. Ok. Đi. Thật ra thì cũng chưa có chắc là nó rẻ hơn hay không, thì để thôi cứ bút trước ở đây đi rồi xong rồi qua bên đó thì khi mà bọn mình nhận sim thì bọn mình sẽ coi cái giá ở bên đó và bọn mình sẽ confirm lại là thiệt sự là nếu mà có bút ở trên đó strip thì có rẻ hơn hay không ha. Nói chung là tiện, bút ở Việt Nam thì bút luôn. Nó kiểu vậy. Rồi còn gì nữa nhỉ? Lần trước thì do là không biết cho nên cứ lóng ngà lóng ngóng qua bên bản á. Rồi cái cũng có mấy cái gọi là cái gì ta? Cái trụ, cái bot gì đó. Họ bán sim giống như mình ở đây nè, khi mà mình về sân bay thì có những cái trụ bán sim, rồi taxi rồi có kiểu họ mời gọi. Đấy rồi cái kêu mua sim, rồi cái mua lần đó là vậy. Nhưng mà lần này thì tụi mình sử dụng qua cái ứng dụng này. Ngoài ra thì hồi lúc mà bàn bạc á cũng có kêu Bùi Mì là tìm hiểu một vài tour ở trên đây để mình book thử, mình review cho các bạn. Mình đi tour gì nhá? À lịch trình là bà này nắm nha, tôi không biết con khỉ gì hết trơn trời. Thì coi quá trời vẫn chưa book được cái tour nào á. Với lại hôm qua là 12 giờ đêm hôm qua tôi mới book hết sẻ đó, các bạn có thể tin. Nên Bùi Mì quyết định là sau khi mà về khách sạn á, check-in rồi nghỉ ngơi rồi này kia thì bắt đầu mới coi. Tại vì tụi mình bận rộn á nên thành ra cái lịch trình lần này nó cũng chưa có xong nữa. Ok, giá sim á, ở đây bán là 182.000 một người, xài được 7 ngày, 4G dung lượng không giới hạn. Rồi có thể gọi và nhắn tin MMS trong nước luôn nha các bạn. Thì các bạn lưu ý là đợt trước á, khi mà Bùi Mì đi mua sim á, mấy lần mà qua Thái Lan á, thì thường á, là sim thì nó sẽ chỉ có gói 3G, gói 4G thôi, chứ nó không có dịch vụ mà gọi luôn. Thành ra thì cái này thì có gọi, thì xíu nữa qua Chiang Mai thì bọn mình sẽ hỏi lại một lần nữa về cái vấn đề này và sẽ confirm lại cho các bạn. Ok, thì mình chọn ngày nhận là hôm nay đi chẳng hạn. À nó không cho book hôm nay, ngày chuẩn 29. À mình phải book trước một ngày nha các bạn. Rồi chọn sim, rồi nhấn đặt ngay, rồi nhập thông tin vô và thanh toán như bình thường thôi. Ok rồi như vậy thì cơ bản là tụi mình cũng đã gọi là hướng dẫn sơ cái cách mà sử dụng cái ứng dụng cái Xtrip này với các bạn ha. Nếu mà bạn nào thích thì có thể tải về để mà sử dụng, thấy cũng khá là tiện. Bây giờ thì tụi mình chuẩn bị lên máy bay và chuẩn bị của cuộc hành trình ở Chiang Mai. Hãy theo dõi tụi mình nha. Tôi cũng biết tôi đi đâu đâu và ăn cái gì và trải nghiệm cái gì đâu, cho nên nhớ theo dõi tiếp. Gen và Bùi Mì đang ở sân bay Chiang Mai và bây giờ là cái chuyện là kiếm cái chỗ mà mình đã mua sim. Chỗ nào? Tầng 1 cổng số 2. Tầng 1 cổng số 2 hả? Bây giờ kiếm tầng 1 chắc là phải đi lên kia rồi. Tốt trên kia có cái cầu thang kìa. Đâu? Đó, đây nè, đó. Tôi có đặng đó. Đi lên thử. Tầng 1. Thì tầng 1. Cái này là tầng 1. Cái này là tầng trệt mà. Ở ngoài cường xe chạy kìa. Ủa,
có nhiều chỗ người ta tính tầng 1 chứ người ta đâu tính tầng trệt đâu. Bây giờ hỏi đi, khả năng tiếng Anh tốt này thì hỏi đi. Đây, kiếm được cái quầy là AIS, rồi sao nữa? Exit number 11 this way. Là gì? Hả? Cái gì 11 vậy? Exit 11 là cái cổng. À, cổng số 11. Đâu? Trong này nó ghi vậy hả? Nè. Đâu, đứng lại coi. Chùm ra coi. À, đúng rồi. Exit ra cửa này và vừa ra thì có cái chỗ bán sim, chỗ mà mình đã đặt mua sim đây luôn mà không thấy. Đây, kế bên cổng 11. Cổng 11 đăng. Đây. Đây. AIS. Hả? Giống cái nãy mình có thể nhận sim ở chỗ này. Ờ. Vậy mà sao nó không nhận ta? Cùng hệ thống mà. Cái bạn này bạn đó đang gắn sim cho bu mì. Còn của Zen thì chưa. Đây đang chuẩn bị. Dạ. Như các bạn thấy đó, quá trình nhận sim rất là đơn giản. Tuy nhiên Zen vẫn ngồi đây và bu mì đang ngồi đây. Bu mì phải giải quyết công việc ở công ty nữa. Tại vì khi xin đi nghỉ phép như vậy á, nhưng mà vẫn phải giải quyết công chuyện rất là cực khổ. Hay. Ờ, hồi nãy á, lúc bu mì coi cái bảng giá sim á thì nó ghi là 5 ngày là khoảng 210 mấy bạc, 219 bạc, nhân 7.50 là 164.000 cho sim 4G nhưng mà không có nghe gọi được, thì tính ra thì mua cái này vẫn có lợi hơn. Thì nó cũng xem giá, tại vì lúc mà mình mua, mình đặt trên Xtrip á là giá là 182.000 một sim, mà 4G không giới hạn trong 7 ngày với lại có thể gọi được luôn, gọi trong nước được luôn. Gọi trong nước được, còn cái hồi nãy thì chỉ là sim 3G, 4G không á là 219 bạc là khoảng 164 ngàn là vậy. Cho 5 ngày vậy tính ra thì mua trên Xtrip thì lợi hơn. Bây giờ bu mì sẽ bút ráp về khách sạn. Có báo giá bao nhiêu không? 188 bạc. Là nhiêu tiền Việt nha? 141 nghìn. Cái gì mắc vậy? Từ đây về đó bao nhiêu cây? Từ đây về khách sạn bao nhiêu cây? Trong khoảng thời gian mà bu mì bắt taxi thì Zen sẽ nói về cái thời gian mà bay từ Việt Nam sang đây là 2 tiếng 15 phút. 2 tiếng 15 phút nha các bạn. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là nếu bạn bay vào buổi trưa ngay cái giờ ăn thì các bạn phải ăn trước, nếu không là các bạn sẽ bị đói bụng, rất là đói bụng đó, cảnh báo cho các bạn biết như vậy. Theo cái vé của Vietjet á thì lúc tụi mình bay là 11:25, nhưng mà lên nó rề rà rồi nó ABCD đi Z con khỉ gì đó tôi không biết, tới 12 giờ mới bay đó. Và 12 giờ bay tới đây là 2:15 và làm những cái thủ tục như là lấy hành lý rồi bla bla các kiểu, thì bây giờ là 3:10 phút đấy, cái đồng hồ 3:10 phút rồi mà vẫn chưa có được đi ăn. Khi mà bút ráp các bạn phải nhớ tên đường nha, tại vì bên đây hả ngôn ngữ tiếng Thái không nè, đây nè. Không, đó. Lúc mà sao? Bút á thì nó, ý là lúc mà bút á thì nhấn là nó vẫn cho nhấn tên tiếng Anh, nhưng mà cái địa chỉ á nó sẽ ra tiếng Thái rồi này kia, thì các bạn phải nhớ nhớ cái địa chỉ thôi đó. Ok. Ok, bút nè, nó ra là room number 7 nè, Niman nè. Ừ. Có rồi kìa. Má nhìn mặt ghê vậy. Nói chung là bác Grab Zen thì đứng ở cổng 11, nhưng mà anh tài xế Grab thì đứng ở cổng số 6 nên phải đi ngược lại. Do là cái đường này là đường một chiều á, anh không thể nào chạy ngược lại được. Gặp thì vẫn tươi cười kiểu cũng ok lắm. À, xíu nữa mình sẽ thử đổi cái số điện thoại á. Có nghĩa là mình phát cái tài khoản Việt Nam ra, mình đăng nhập cái tài khoản cái số của Thái Lan á. Để thử coi có khuyến mãi gì không. Ok. Tại vì hồi nãy lên Facebook search Grab code ở Thái Lan á để coi khuyến mãi, nhưng mà không có cái nào apply được hết trơn. Toàn Grab buy.
Ok. Cảm giác khi bước ra ngoài sân bay là gì các bạn? Rất là nóng. Trời ơi, nó nóng thiệt tình luôn á. Đọc trên mạng thấy là thời tiết cũng mát mẻ giống kiểu như Đà Lạt mà sao vô đây nó nóng dữ vậy. Của mì nè, tìm hiểu thông tin nè. Không có, thì tại đây nhằm cái mùa nóng thôi. Cái tháng mà Zen đi là đầu cuối tháng 3 và đầu tháng 4 nha các bạn. Zen sẽ cố gắng làm cái clip này sớm nhất. Chậm nhất là cuối tháng 4 sẽ có cho các bạn xem để tham khảo. Tại vì Chiang Mai là một địa điểm khá là hot ở Thái trong thời gian gần đây, từ hồi năm ngoái tới bây giờ, và bây giờ tôi mới sắp xếp tôi đi được. Chuẩn bị gần tới rồi các bạn. Nói chung thì Zen và Bu Mì đều khá là bất ngờ với cái đoạn đường này. Tại vì chạy tầm chắc cũng được 5 phút, đúng không? 5 phút là tới rồi. Ừ, 50 phút mà tới, bằng trăm mấy ngàn. Vậy là đoạn đường đi Grab từ sân bay tới cái chỗ khách sạn của mình là 188 baht. Ây da. Oh, một phong cách Vespa. Hello. À, khi đến đây thì các bạn phải đưa cho họ cái passport để họ làm cái thủ tục này, giống như Bu Mì đang làm scan được các kiểu rồi ký tên. Tức là bạn chọn một trong những cái món ăn ở đây, một phòng được hai món đúng không? Hồi nãy anh nghe. Sorry, we do for breakfast. Yes, okay. Được hai item đúng không? Đây nhìn cũng hấp dẫn nhở? Một cái real pork, mì cơm hả? Ừ. Sao không phải ăn bún đi? Anh ăn bún. Thì cháo hả? Cháo hả? Này cơm hả? Xôi. Xôi. Anh không ăn xôi. Còn cái này? Cơm. Cơm hay xôi? This one xôi. Gì? Cái này không biết cái này là gì? Pasta, bún mì gì đó. Ờ. Họ hỏi coi. Đi đi súp. Súp, cái này là súp. Dạ. Yeah. Chị một phần này với phần này thôi. Ừ, vậy đi. Ok. One and one. Vậy là giờ ăn sáng của chúng ta là từ 7 giờ tới 10 giờ. Ờ, cái gì? Để vô. Ừ, để vô. À, ăn bên đây. Ồ, phòng cũng đẹp quá nha. Riêng ở đây dị ứng với sầu riêng chắc là chủ quán không ạ? Không phải dị ứng sầu riêng của khách sạn đó, không phải không cho mang sầu riêng vô, cái mùi nó nặng. Ở bên Singapore cũng vậy, họ không có cho đem sầu riêng vào. Zen ở lầu 3 phòng mấy nhỉ? 737 là bên đây, bên tay trái. Nhìn lạ ấy. Không biết cái phòng của chúng ta như thế nào đây. Wow. Vừa bước vào phòng là tôi đã nghe được một cái mùi của cái sự mới ấy các bạn. Còn kiểu mới làm ấy, gỗ rồi các kiểu này. Cái mùi á. Mày mới hứ gì vậy? Nó đúng không? Dạ đúng. Trước mặt Zen là một cái ban công. Ban công. Nói chung là thiết kế cũng ổn. Ở đây nó lót thêm cái này để nhìn cho nó đỡ đơn điệu á. Xanh đồ. Có phòng tắm này. Ở đây là phòng trên. Có chỗ mấy quần áo không? À có. Mấy chỗ kia là không có. Ê, cái này giống chỗ hả? Cho mình trang điểm quá vậy. Nó đèn kìa. Ôi sao vậy? Cái này nó bị sút rồi. À cũng xài được. Ok. Mình xin sạch sẽ. Ok. Zen vừa phát hiện ở đây có kép sắt nữa các bạn. Tủ lạnh nữa nè. Tủ lạnh hơi lạnh nè. Không lạnh lắm. Chuyện là gì nữa các bạn?
con mẹ lóc in tài khoản, lóc ao cái tài khoản Việt Nam ra, xong đăng nhập bằng cái sim mới mua của Thái á. Cái về tới khách sạn rồi cái thử bút ráp từ khách sạn chạy lại sân bay nãy coi giá làm sao. Giá là 212.000, ý 212 bạc. Ý hai đúng rồi, nó còn không còn mắc hơn. Mà cái này nó sẽ có khuyến mãi. Có khuyến mãi à? Mà sẽ sợ mẹ khuyến mãi. Mà có anh đã nó để giúp em book Grab rẻ cho anh coi. Ừ, để tao chống mắt tao coi. Đợi em xử lý. Hello các bạn, sau khi mà Zen vào bu mì ôi sao kỳ. À. Cái gì? Nhấn. À. Nhấn cái. Thank you. Nhấn cái nút này mới ra được nha. Ok. Cửa đây hiện đại ghê. Thôi quay trở lại vấn đề. Là sau khi Zen và Bu Mì check in ở room No 7 xong thì tụi mình sẽ đi ăn ở nhà hàng Tom Tem To. Tom Tem To. Ừ. Đâu? Tom Tem To đâu? Đi qua bên đường bên kia là. Ủa anh coi Google Maps chứ. Ừ thì đi nè. Biết đường chưa? Biết rồi. Hey, cái này dành cho những cái bạn nào chưa biết thôi nha. Thì du lịch ở Thái Lan á, phương tiện chính là đi bộ. Con này rất là lười đi bộ. Cho nên hả, lúc mà nó là chuẩn bị đi Thái Lan là con mẹ kiếm cho mẹ đôi giày. Lúc đầu kiếm không được, nhưng sau đó kiếm được rồi. Đây nè. Đấy. Chứ mang cuốc là hay bà luôn. Cái gì vậy? Tự nhiên bấm cười không, không nói gì vậy? Tự sướng. Rảnh pin quá ha. Giấy hết thầy nhớ nè. Với lại một điều nữa cho những bạn chưa biết, tức là cái giao thông ở bên Thái Lan á, là họ đi bên tay trái. Nãy giờ Bu Mì với Gen đi bên tay phải mà thấy nó có cái gì đó nó sai sai. Thì chẳng phải thay xe hả? Chỉ vô người mình. Thấy giống rồi nhưng mà không biết phải hay không. Bây giờ Bu Mì sẽ đi hỏi. Hỏi cái anh này nè. Tâm tem tâm đúng rồi. Thì nó sáng hơn. Ở ngoài sáng hơn. Ôi nhìn sao thấy nó cũ kỹ quá nhỉ. Ok. Ôi đẹp quá. Ủa con gái ở đây đẹp quá mấy má ơi. Ê nhìn menu hơi bèo nhèo nhỉ. Nhà hàng này nổi tiếng. Nhà hàng này nổi tiếng hả? Trời đất ơi. Tám mấy bạc, ba mấy, trăm mấy không vậy trời. Ờ sao nhở, cái không khí và cái không gian ở quán này thì nó rất là thoáng, nó rộng nhưng mà nó cũng không có được mát đâu nha. Tại vì hồi lúc xuống sân bay tới bây giờ là Zen rất là bị nóng á. Cho nên vô đây vẫn còn bị nóng, chứ lại nãy giờ cũng đi bộ nữa. Bún mì hình như là đang coi lên mạng coi rồi lựa món này đúng không? Hả? Đúng. Thôi thì kêu đại đi, món nào đó rồi mình ăn rồi mình review. Chứ trên mạng coi hả, cũng chả có chính xác bằng Zen Review đâu. Đọc, viết, nào cũng hay. Nó lớn lên nha. Can you wrap maybe some special dish? Not from Thai style order. Let me style pork curry. Barbecue pork shoulder. Thai Caribbean fish. Cá chiên. This is the rice. This number menu. How about the rice? About this. This is 187 baht. Cái cá chiên là bao nhiêu? Thôi. This white fish. Thay thành là kẹp fish. Bạn ăn cá chiên làm gì? Vô quá thái. Biết chứ. Mấy tàu khoái ăn cá chiên, ai biết. Ông Khanh, cái này hỏi nó bao nhiêu người ăn vậy? Cái này giống như thập cẩm đúng không? This collection. Không bạn. Say this is not for you. This is pork. And spicy. This one. Not spicy, not sweet. This is real pork. Body shoulder pork. Ít thôi. One dish. Tại sao toàn là món ăn chơi mà không có món ăn no ấy. Ăn no là ăn gì?
gì? Bún miếng hả? Ờ, cơm rồi. Fried, you have fried. Có bạc thái không? Chưa theo. Bạc thái. Bạc thái. Ờ, họ không có bạc thái. Jen rất là thích bạc thái. À, anh kêu steam rice thêm để ăn. Anh muốn ăn cơm hả? Ăn cơm chung với cái món mấy món này hay sao? Hỏi bao nhiêu chén cơm lấy ít thôi. 15 bạc nè. Ừ, thôi kêu miếng cơm đi. Sau cái màn đồ ăn thì tới thức uống. Cái gì? Soft drink. You have Pepsi. Pepsi. You want Pepsi. Ờ, Pepsi cũng được. Suối, water, soda, soda, soda. Pepsi. Soda. Pepsi original or Pepsi Max? Original. Not super. Yeah. Original. And one soda. One. Soda. With ice. Yes, yeah. With ice. With ice là cái gì? Lạnh, à lạnh, ok. À, cái soda ở đây là một cái chai như là pha sẵn luôn à. Singa soda. Còn cái chai đó là cái chai Pepsi hả? Ờ, nhỏ xíu à. Ốm nữa. Nó không có được mập như bên Việt Nam mình. Dạ. Yeah. Biết tiếng Việt không mà chai? Ồ. Để uống thử ha. Ngon hả? Ngon khỉ mốc. Nó kỳ lắm. Nó giống như là chỉ có soda không mà nó không có pha chanh, không có pha đường gì á. À, đúng rồi. Thì nó đều là soda water. À, vậy là phải mua thêm lemon. Thôi khỏi đi. Nhưng mà bù lại, các bạn biết không, uống vô có cảm giác ga cực mạnh. Kinh. Cũng má phê lắm. Uống không thua gì uống bia đâu nha. Ga mạnh lắm. How do we say the name in Thailand? Yeah. Khamu. Khamu. Audit. Cái này gọi là audit à? Cái này chắc là da heo rồi. Đúng rồi. Còn cái này là chả lụa này. Đúng rồi. Cái này là trứng này. Cái này là rau này. Rau cải này. Ê, cái này đậu que này, cái này là bí đỏ này, cái này là cải bè xanh này. Đừng có chỉ vô. Cái này mình ăn mà, mình chỉ kệ bà mình. Cái này là cái gì? Trứng. No. Trứng mà. Cái này là cái xúc xích hồi nãy mi nói nè, mi đồ ăn nè. Đúng rồi. Thôi là mình. Còn cái này là kìa. Cái xốp. Xốp thịt heo. Ê, cái này là giống như cái gì đó. Đậu bắp. Không phải cà gì đó, cà tím. À, cà tím. Ờ, xuất sắc. À, như các bạn biết đó, thì đây nè. Đây đó, nó đang bay đó, các bạn thấy không? Một trong những điều mà khiến Jen khá là không hài lòng lắm ở cái chỗ này là ruồi. Mặc dù có nhiều ruồi nhưng mà con mẻ vẫn say xưa chụp hình. Cái máy chụp hình này cũng cũ rồi, không biết là có ai tài trợ cho Jen cái máy mới hay không. Đang rất là thích Sony. Đấy, thì tụi mình gọi phần cơm nè. Rồi cái phần này gọi là giống như là... Bỏ cái tay ra. À, bỏ tay ra nè, đó, rồi chụp đi. Đại loại là tôi không thích những con ruồi ở đây. Đó. Chưa biết chất lượng ăn ra sao nhưng mà vậy đó. Ở đây hình như là không ai dùng đũa hết thì phải. Tại vì trên nhìn xung quanh thì mọi người không có dùng đũa mà ở đây là dùng muỗng với nĩa không à. Đói bụng ăn ngon quá. Đói bụng ăn ngon quá hả? Con thử thôi. Mang đậm màu sắc và hương vị thịt nướng. Nước sốt này ăn nó đâu có cay lắm đâu, nó có vị giống như tinh dương mà nó chua chua. Nó không thấy cái mùi chua chua mà. Cảm mình lên coi này nãy gì để biết thật thơm thì chắc là cái nước sốt gì đó giống để nước mà sốt cà chua thịt bằm á. Ờ đúng rồi. Để ăn thử coi. Đúng rồi, cũng vậy không hả? Chính đó. Ừ. Đúng rồi, sốt cà chua hơi bầm. Bây giờ mình thử da heo ha, coi như hà ha.
Giòn rụm luôn mấy má ơi. Cái này mà má nào hết ăn giặt, hết ăn da heo này lắm luôn. Xuất sắc. Mà không ngán hả? Mới ăn sao ngán? Không, ý là chùi hết hợp thích chính ngoại. Này thử cà tím ơi. Jen là một hàng cũng khá là thích ăn cà tím. Nhưng mà có chắc cái này là cà tím không? Nhìn nó giống là đậu. Cà tím hả? Đậu gì? Đậu gì mà nhớt vậy ông nội? Đậu cái gì? Đậu bắp. Đậu bắp mình làm sao mà làm ra món này? Thôi sao không được. Đậu bắp thịt nước tương trộn trộn lên ăn được. Chả. Sao kiến thức giảm thật. Bị đuổi khỏi làng YouTube. Cái chả này thật ra cũng giống bên mình, nhưng mà cái vị về cái vị á, chả cờ là chả quế đúng không, mấy cái thanh chả nhỏ nhỏ á, chả mà em với anh thấy thích ăn á, cái này không phải chả lụa, chả cây. Chả đúng là chả cây, thì về cái vị á thì nó nhạt hơn, nó không đậm đà như bên mình. Cơ bản mà còn món rau nữa chưa ăn thử, để biết món rau này thử. Trời ơi, rau bó chặt quá trời quá đất. Rau này không biết rau gì, nhìn thì giống như là cải xanh. Quay anh đi, cầm quay anh đi. Vẫn đang quay luôn á. Nó cải xanh, thì thêm vô một cái miếng này thử rồi ha. Ổn. Ổn chứ không ngon nha. Thử cái miếng này. Cái này hồi nãy bu mì muốn tính kêu mua nè. Ngày mai có rồi. Cái này hồi nãy bu mì gọi là xúc xích, nhưng mà Jen á thì Jen gọi là dò trường. Dò trường nhìn giống dò trường. Cái này là một trong những món gọi là gì đó đặc trưng. Chờ mình để ăn thử coi. Dở quá hả? Nó là dò trường á, nó không phải là xúc xích gì đâu. Nhưng mà có ngon không? Có, ok, ngon. Cái này tự nhiên ăn này thành cháo lòng các bạn. Còn một món nữa. À không, chứ chắc là hai món nữa. Nãy giờ, cái cải này chưa ăn rồi. Còn cục trứng nữa nè. Đúng rồi. Cải luộc mềm, ok. Còn một cục trứng. Quay, cục trứng thịt nè. Ủa, cái này là cục thịt chứ không phải cục trứng má ơi. Trứng chiên thịt mà nó ướp rồi nó làm sao ấy. Trứng okay. Chiên thịt vậy thử một miếng đi. Này phải ăn với nước tương chứ đúng không? Do thói quen thử thôi nha chứ không phải tôi là chó. Thử trước cũng có lợi lắm các bạn, lỡ mà đồ ăn có ôi thiêu thử trước là nghe mùi là. Ủa ai bu mì ăn thử nè. Thôi vậy? Anh giống có cảm giác như mình ăn bánh 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 gì ngày Tết á. Bánh chân hả? Bánh vuông vuông á. Bánh chân hả? Vậy là nó có nếp hả? Có nếp trong đó. Mày thích lắm á. Ăn thử đi. Để sẵn này. Ăn cho nó thục nữ. Vãi cái thục nữ. Giống không? Giống cái bánh tét không? Giống bồ lộn cái bánh chưng gì không? Dở hả? Chua chua. Ủa nãy có chua chua nữa hả? Nãy anh không nghe thấy được vị chua. Nó giống nem của mình đó các bạn. Nhưng nem kiểu mốc, giống không, cái bánh nó lên. Giống nem nhưng mà nó cái kiểu mà lên men giống vậy á. Nhưng mà có trộn cái gì nhẽo giống như nếp, giống như bột vậy. Đúng rồi, nhìn thì giống như trứng vậy đó. Ăn không ngon lắm. Không ngon chứ ở đó không ngon lắm gì. Không, mình sẽ không ăn món này. Bỏ lại lát nữa sẽ ăn hết. Cái món xúc xích này ở Chiang Mai rất là nổi tiếng, là một trong những cái món mà được mọi người gọi là khuyên nên dùng khi đến Chiang Mai. Cái này tôi không biết cái món này tên gì, nhưng mà tôi nghĩ có trứng với thịt heo và các loại rau, sau đó là trứng gà luộc, chả, là hai loại trứng vịt mà trứng vịt là hai loại nước sốt. Thứ nhất là cái này là gì? Cà tím. Cà tím. Và thứ hai là nước sốt ớt, thì bao gồm ớt nè, thịt heo và cà chua. Và đây là cái phần comment của Jen khá là quan trọng. Nếu như những cái bạn nào mà bấm lướt lướt qua là không thể nào thấy được cái phần này đâu. Bởi vì coi clip của Jen nó đừng có bấm lướt lướt qua.
đó là lời khuyên. Các bạn biết không, khi mà đi chỉ có hai người thôi mà đi kêu hai cái dĩa thịt này nè, cái dĩa thịt và cái dĩa mà bự như này, ra là ăn chắc chắn là sẽ không hết và nó sẽ có cái cảm giác là ngán. Lúc mới đầu ra bưng rất là hấp dẫn, nhưng mà kiểu là mình ăn chậm á, rồi cái tốc độ ăn của mình nó cũng ì ạch ấy, và nó sẽ rơi vào cái trạng thái ngán. Ngán ở đây là ngán về cái bụng và ngán về cái con mắt luôn. Bụi mày thấy có ngán chưa? Ngán rồi. Đó, thấy không? Jen cũng cảm thấy ngán nhưng mà phải cố ăn thôi. Cố gắng ăn, tại vì phương châm là không bỏ mứa. Đây nè. Vẫn còn yên nguyên y chang như hồi nãy luôn. Báo cáo với các bạn tình hình là có một cái chuyện mà Jen chưa nói với các bạn biết, đó là khi mà những cái món này bưng ra thì nó là nguội. Nguội tức là nó không có được nóng á, không có được nóng theo kiểu khói nghi ngút á. Riêng cái thịt nướng này nè, cái dĩa thịt nướng ăn hết trơn rồi thì nó cũng kiểu là âm ấm thôi. Ok. Đó. Thì đó cũng là một trong những cái lý do mà làm cho cái phần ăn cái này nó hơi giảm xuống một tí xíu. Ừ, nó ngán, nếu mà nóng thì nó sẽ ok hơn. Đấy. Trứng hồng đào ngon nha các bạn. Ừ, trứng hồng đào này. Cái điều kiện là phải nặng, nếu mà nó nóng thì ăn sẽ rất là nóng. Nóng thì ăn sẽ ngon hơn. Bây giờ trứng hồng đào mà nguội thì cái mùi nó sẽ hơi bị tanh. Như các bạn thấy đó, các bạn kế bên người ta cũng kêu một cái phần y chang như tôi luôn mà người ta tới 4 người ăn lận. Đó. Cũng là hả? Đó những cái món y chang vậy. Jen vừa quay qua kêu cái bạn nhân viên phục vụ là em ơi, bạn đó cũng quay đầu lại nữa. Jen không biết gì hết, tiếng Anh cái lấy tay ghi 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 vậy nè. Chắc hy vọng là họ sẽ hiểu là mình kêu tính tiền. Ok, thì sao nhỉ? Lời khuyên thật sự cho các bạn luôn, nếu đi hai người không nên gọi cái món này, đi từ 3 đến 4 người trở lên ha. Và thật sự mà nói thì cái dĩa đồ ăn này nè, cái dĩa collection này nè, tôi gọi là collection là tại vì nó rất là nhiều món ha. Thì ấn tượng là chỉ có cái món da heo, đối với cá nhân nha, đây là nhận xét cá nhân của Jen nha, là da heo và cái món chả nó là ok. Em chưa ăn cục chả nào luôn. Mày bị điên hồi nãy tao thấy mày ăn rồi mà. Chưa hồi. Ê mày đừng nói vậy nha, tao biết rồi nha. Em ăn em phải biết chứ, anh đừng có nói vậy, em không có động lại một chút gì trong tâm trí về việc em ăn cục chả. Em không nhớ là ngon hay dở luôn á, nghĩa là em chưa ăn. Tôi thấy ăn rồi nha, review đồ các kiểu rồi nha. Không biết, nói chung là Jen ham ăn đó mấy bạn. Chuyên gia là bị chửi là đi ăn là giành giật đồ ăn với bù mì. Rồi chốt lại là đó, cái dĩa đó chỉ có món đó ngon thôi. Cái món thịt nướng cũng ok, nhưng mà nó không phải là cái kiểu ngon xuất sắc, ngon mà phải tới ăn cho bằng được nha. Đối với Jen, nơi này bình thường. Bình thường từ cái cảnh, không khí, phục vụ rất ok. Mấy bạn phục vụ rất là nhiệt tình, tư vấn, rồi ba la các kiểu. À có bill rồi nè. Ok, đó là 309. Đấy, bộ mì trả tiền đi. Đây, 309 bạc cho hai người ăn. Thì nói chung là cũng ổn. Giá thì bình dân đúng không? 309 là bao nhiêu tiền Việt Nam? 3 × 7 = 21 = 210 cho hai cái dĩa đồ ăn này thật sự rất là nhiều. Dĩa đồ ăn này 4 người ăn lận nha các bạn. Đấy, thì quay trở lại vấn đề chính là Jen không nghĩ đây là một cái nơi cần phải đến, bắt buộc phải đến khi đến Chiang Mai. Nó bình thường. Cái sao không? Ý là cái món khai vị này nè là cái một trong những cái món đặc trưng của một trong những đặc trưng cái vùng Bắc Thái này, nên nếu mà bạn nào muốn tìm hiểu và muốn trải nghiệm cái ẩm thực của Bắc Thái thì nên đến và kêu thử cái món đó ăn. Thì nói chung là ăn nó cũng hơi có hương vị giống Việt Nam, nhưng đúng. Mà nhưng mà nó có những cái khác, ví dụ như là cái đậu bắp á. Rồi để chỉnh tóc lại nó hơi sâu. Che mất mẹ bên rồi đây nè. Ừ, quạt qua bên đây. Cái đậu bắp á thì cái mùi ớt nó nhiều quá. Anh nghe cái gì, cái đậu bắp, cái cà tím. Cà tím á, thành ra cái mùi ớt nó nồng quá. Nó không có cay nha, nhưng mà cái mùi ớt nó nồng nên khiến mà mình khó ăn. Thành ra cái món này là cái món bị ế. Món bị ế tiếp theo là món chả. Trời, tôi chưa ăn được cục chả nào. À không, cái cục chả nãy kìa. À không,
à chả này á hả? Ừ. Cái cục mà nem chua nếp trứng á. Cục nem chua nếp trứng. Không biết cái cục này là tên gì nhưng mà Gen không có thích bóng mứa nhưng mà thật sự là ăn hết nổi rồi. Gen với lại Bumi không thích cái cục đó. Đó thì gọi cái hỗn hợp này nó cũng tiện. Nó nghĩa là các bạn có thể ăn, có thể thử mỗi món một ít mà không phải ý thì nếu mà kêu từng món ra thì quá rất là nhiều. Đúng rồi. Trời âm u giống mưa vậy. Ừ, tập trung. Ok. Ơi, khoan từ từ. Vậy thì theo Bumi thì Bumi thích những món nào và có cái khuyên các bạn có nên tới đây không? Mì chỉ ấn tượng với cái sốt này. Thịt nướng hả? Này chấm thật. Ê, nhiều. Thật sự rất là hợp. Và chấm rau củ cũng ăn với cái đó cũng hợp nữa. Riêng nếu mà nói mà cái dĩa thịt heo đó 140 thì thật sự là cũng hơi mắc. Nhưng mà cũng không tới nỗi là không ăn được. Và nếu mà có dịp thì các bạn cũng nên đến thử. Ok. Rồi và đó là cái cảm nhận của Gen và Vung Mì. Bạn đang ở đây chưa? Nếu ăn rồi thì hãy comment cho Gen biết ý kiến của mình nha. Tiếp theo thì chắc là Gen sẽ về quay trở lại về khách sạn để nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho cái hành trình. Uống nước mà. Ủa đi uống nước hả? Đi uống. Uống sinh tố hả? Ừ. Rồi tối nay rồi bụng đâu nữa ăn nữa con heo. Uống sinh tố mà mắc gì liên quan tới bụng. Rồi nói chung là ok, cái location này kết thúc ở đây rồi đó. Bây giờ chuẩn bị Gen sẽ đi qua một cái location khác, một cái địa điểm khác. Bye bye và hẹn gặp lại. Hey các bạn, ở Chiang Mai ngoài cái chuyện nó yên tĩnh, nó yên bình ra thì ở đây còn nổi tiếng về những cái quán cà phê rất là đẹp nữa. Không biết là Gen có đủ thời gian để đi hết tất cả các quán cà phê ở đây hay không, nhưng mà cơ bản là sẽ cố gắng hết sức. Đây, đang nói là có một cái quán luôn nè, nó màu xanh xanh, rất là dễ thương. Chỗ tên gì? Footer đây hả? Footer đây là chỗ nào ta? À giống như start today hả? Third day, third day nữa. Này là food day. Vâng thưa các bạn, Gen đang ở first day. Nói chung là first day gì đấy. Food. À food là trái cây. Ồ quá trời luôn nè. Mùi xoài các bạn. Khi mà mở cửa ra thì Gen nghe một mùi xoài nồng nè. Ồ góc cũng dễ thương nè, góc này dễ thương nè. Ồ, bất ngờ chưa, tờ tiếng Thái không à. Vậy là mình ăn gì là mình chỉ hình hả? Ờ. Ý, có trái cây nữa nè. Vậy là có dĩa trái, có bán trái cây dĩa hả? Ủa, chỉ có thơm là ta ăn được rồi mẹ ơi. Ừ. Tức là ở đây có cái menu cận về cho các bạn lựa nữa nè. Để cho mấy anh chị bán nó dễ đấy. Có tiếng Anh. Này người ta là những gì fruit đúng không, fruit family hả? Bố mày vừa kêu chị đó recommend. Có vẻ chị đó không nói. Không có nói cái được tiếng Anh hả? Ở đây là xứ sở xoài nha các bạn, nên là nhiều xoài. Đang bồ đề la nhìn cũng ngon nè. Là có dâu với xoài thôi. Thì có anh này chắc là chuối. Anh uống dâu chuối mà. Trời ơi má ơi. Tao nói nè, xoài nhìn tao nói đã ghê luôn không. Vừa thì chưa chắc nha, nhưng mà xoài thì nhìn rất là thích. À các bạn ơi, Gen vừa phát hiện ra ở đây còn có ổ điện cho các bạn xài nữa nè. Hả? Hey, cái ly của Gen đã có rồi, bây giờ Gen sẽ uống thử nha. Chuối họ không có sai ra luôn mà họ để thành lớp nha. Ba miếng chuối trên luôn nè. Dầu của bạn nhiều, không biết là cái ly này bao nhiêu tiền nha. Ngon. Cá nhân Gen nghĩ là ngon. Tức là có mùi thơm, có vị đậm đà, có mùi chuối nữa. Nói chung là cái ngọt nó theo cái kiểu là nó ngọt dịu dàng á. Tại mi kêu không đường. Nên nó... À hồi nãy bún mì kêu không đường nha các bạn. Có nghĩa là người ta bỏ xay dâu với chuối xong người ta bỏ thêm một miếng chuối lên để người ta trang trí. Có miếng sữa nữa nhưng mà rất là ít.
Của bún mì sao? Uống thử đi, cho bạn biết ý kiến nè. Ly của bún mì là cái gì? Xin giới thiệu. Ly xoài, cái lớp vàng vàng là xoài, còn cái lớp này là dâu. Thì cái món là mango delight. Uống thử đi. Tại vì phúc á, thì nó ra cái lớp cái này không, mà nên chỉ nghe cái mùi xoài thôi. Trộn lên, trên nghĩa là cái này phải trộn lên. Để bún mì thử quậy thử. Quậy. Điên review đi mày. Uống ra con mẹ vậy hết đúng không? Sao? Uống không ra cái ôm. Tao biết ngay mà. Xoài với dâu là thấy sai sai rồi. Thật ra thì cảm thấy là hơi nhiều đá. Tại vì các bạn nhìn cái ly là thấy nó lỏng rồi, không có đặc. Của Gen thì không phải là nhiều đá mà có cảm giác là nó lạnh á. Nó lạnh này kiểu buốt giá luôn á. Nếu mà cái này mà hút một hơi dài á thì để Gen thử cái cổ của mày nha. Cái này có vẻ đặc. Mày nó không ra đám môn gì là nhẹ mới dở như ôi ơi. Thế nào cũng có đứa hỏi. Bộ mày rồi hay sao mày biết? Cái này dở như bỏ nghe. Thấy nó đẹp đẹp vậy thôi, bởi vậy bởi. Nói chung là đừng có kêu cái này nha. Thường á là cái gì mà có hình thức là nó sẽ không có nội dung nha các bạn. Mà nói vậy không gian chỗ này hơi nhỏ đúng không, nhưng mà cũng mát mẻ tại vì ở đây cũng có máy lạnh á, với lại cái góc ngồi nó cũng kiểu giống như là mấy cái quán mà nó thẳng ra là dưới quê, mà dưới quê ở diện nước Việt Nam mình á, thấy ở Việt Nam mình á, tức là nó cứ là tới ngang của anh đó, đúng rồi, nó cứ xương đùa mà nó không có cái kiểu điệp, nó không có kiểu ngóc ngách mà nó nấy, cũng thông cảm cho nó là tại vì khuôn viên này quá nhỏ. Rồi nó thích hợp với kiểu trang trí dễ thương, kiểu phòng trọ. Và đặc biệt một cái điểm mà Gen thích ở đây là nó có ổ điện cho chúng ta ngồi, chúng ta ngắm điện, ngồi đọc ở đây. Đi du lịch đang giữ thời gian ngồi đọc. Thì ý là nếu mà ai có đi công tác hay là cần làm việc á thì có thể ra đây cũng được. Không cần gì vô mấy chỗ sang chảnh, tại đây cũng mát mẻ. Nước này lại ngon. Còn nước ở bún mì uống rồi, thấy sao? Đúng không? Ngon không? Ráng uống đi. Mùi chuối hơi nhiều. Cái chuối rẻ. Không. Gen rất là thích ăn chuối. Còn con này không thích ăn chuối. Bởi vậy không nhái vậy. Đáng nữa để tính tiền coi biết như thế nào rồi. Thì tất nhiên cái ly cũng bị mắc hơn rồi. Vậy luôn hả? Ừ. Thứ gì vậy? Ly cũng bị xoài với dâu tiền nó đắt tiền. Xoài không. Kết hợp làm đàm. Vâng thưa các bạn, vậy là Gen và Vũ Mì đã kết thúc cái sinh tố của mình với số tiền là 158 bạc nha. Yeah. Cái phần của Gen thì rất là ok, phần của nó như hạch luôn. Bạn đang ghé bao nhiêu? 79.000 đúng không? 79.000 là nhiêu? Như tiền Việt nhỉ? Hả? Năm mấy ngàn hả? Cũng khá là mát, nhưng mà kệ không sao, du lịch mà. 60.000, 59.000. Ừ, 59, 60 gì rồi, 60 quá mắc rồi đó. Nói chung là đó, tình hình là vậy đó. Cho nên là các bạn đi xin tố dâu chuối à. Uống ở Việt Nam chỉ có 25.000 thôi. Thiệt mà. Ờ ok. Ok. Em phải. Nói chung là cũng không, cái quán thì nó cũng dễ thương nhưng mà cũng không tới nỗi gọi là đặc sắc. Nên đúng các rồi. Bạn ghé cũng được, không cần không ghé cũng được. Đúng không rồi. Sao? Nói chung là từ lúc xuống Chiang Mai tới bây giờ vẫn chưa có gì gọi là đặc sắc thú vị cả. Chỉ có cái quán trà sữa thì vậy. Thôi. Thích uống trà sữa à, đi thẳng, đi thẳng. Đi thẳng hả? Không. Ủa rồi phải. Lịch trình là chúng ta The Salad Concept. Lịch trình là bây giờ chúng ta sẽ về khách sạn, sau đó là cái tour tối nay là Gen và Bún Mì đã book trên trip ấy. Tour đó tên gì nhỉ? Cái gì ăn tối và xem biểu diễn kha tốt gì đó, kha tốt kha ton gì đó. Nói chung là ăn tối và xem một biểu diễn kha tốt kha ton gì đó là vậy.
Hello các bạn, Zen và Bú Mì vừa tới Ô Chiang Mai, đi từ khách sạn tới đây bằng Grab. Và cái chi phí của nó là 98 baht. Cảm giác là ở đây giống như là nhà văn hóa thông tin vậy đó. Đó. Ủa, Bú Mì, cái tour này là mình đặt trên Egypt đúng không? Đúng rồi. Rồi giờ mình chạy tới đây rồi mình liên hệ ai? Không biết thì để hỏi chú này có phải cái... Ok. Rồi đúng rồi. I'll be my guest. Song Han. May I have your name? Your H. S O M G. Yeah, that's right. Yeah. À, mình có tên đây luôn. Yeah. The issue is the number 98. The seat number. Your seat number okay. For two person. Okay. So sit on the floor. Okay. Okay. Là sao? Okay. Okay. Cái này là cái số chỗ ngồi của mình. À, số chỗ ngồi. Số 98. Rồi. Ủa chứ không có hướng dẫn viên du lịch gì hả? Ở chỗ này rộng quá nè. Mấy cô mấy chị đang mặc áo thổ cẩm đồ xưa này. Ủa, ở đây vui quá Bú Mì ơi. Ở đây vui quá à. Hả? Tại do gì? Ngày thường. Ngày thường á? Ờ đúng rồi, hôm nay là thứ năm nha các bạn. Sao? À, cái chỗ ngồi của mình đây nè. À, là bỏ giày ra hả? Dạ. Dạ. Thế là mình phải bỏ giày ra nha các bạn. Không, giày mua có 98 ngàn không sao. Giày mua nhiêu? Hả? Giày mua 150, 170. Mày mất mày lỗ hơn tao. Dạ. Ủa có phải cài cởi vớ không? Dạ. À không sao, không sao. À đi theo bạn này. Nhà là đi theo đây. Ồ có cơm gia đình kìa. Dạ. Dạ. À là mình ngồi đây. Vâng thưa các bạn, chỗ ngồi của mình đây. Êm nhỉ. À có cái gối nữa, để dựa. Dựa thử. Ừ, cũng được ấy. Thôi sao. À cái này mình. Ủa cái giá của mình là bao gồm đồ ăn chưa? Hỏi kỹ lại đi. Cái này là chưa có nước. À hả. Uống gì? Hỏi ở đây có đặc sản gì không? Không thì rượu mà. Rượu, nước ngọt, cocktail, bia. Bia gì em? Ồ, bia mắc quá. 170 baht. Cocktail nhẹ hơn không? Một cocktail là có rượu rồi này kia, 220 baht. Thôi, mẹ uống nước suối mẹ. Nước suối mình có. À. Thôi, vậy khỏi đi, tạm thời gọi đồ ăn thôi. Thôi, đồ ăn có rồi. Được. Ừ thì kêu đi. Hay kêu rượu hoặc là kêu rượu đi. Rượu trắng này. Mình ăn gì vậy? Mình ăn cơm hả? Cái này nó phải xa mà. Ủa gì hả? Thì kêu cốc tay, kêu nhỏ nhỏ thôi. Đó. Nè 60 nè. Vô. Cái này là gì? Coca-Cola hả? Ừ. Sprite kìa. Coke. How about the food? Food? Yeah. Just one please. Okay. Đây là cái số bàn, cái số thứ tự. Thì ứng với cái số thứ tự này thì Jen sẽ ngồi chỗ này. Nhưng mà có một điều khắc mắc á là cái tour này nó tính trên đầu người hay sao mi? Giống như cái bàn đó đó. Đúng rồi, tính trên đầu người. À là đồ ăn cũng nhiều theo luôn. Đúng rồi. À. À dạ. Yeah. Thank you. Đi với lại món hay là hả? Nó có món chay với món bình thường. À hả. À cái này là súp nè. Ai cũng vậy hả? Tao thấy có dĩa cái cây rồi nhìn chưa từ từ. Chưa hả? Rồi, cảm giác đầu tiên khi mà Zen đến đây thì các bạn biết đó. Những cái cảnh xung quanh đó mà thấy cái con, các bạn thấy cái con gì đang bay không? Mũi đó. Mũi nó à không phải là mũi mà là giống như là cái con bò hóng á đồ các kiểu ấy. Nó cứ bay vòng vòng thì khá là khó chịu. Hồi trưa này ăn thì gặp rồi, còn bây giờ gặp bò hóng. Với lại ở đây này. Họ sẽ đem ra cho mình một cái mâm đồ ăn như thế này. Đó. Thấy không?
Và cái mâm đồ ăn này cũng nguội ngắt. Riêng có một thứ là nóng, đó là cái súp, chén súp đây. À dạ, để xin bưng cái chén súp lên. Đây. Đó, đây là chén súp. Thì ở đây thật ra là chén canh nó cũng bình thường thôi. Nó bao gồm có cái một cục củ cải trắng và một cục cà rốt. Hình như cơm cũng nóng. Cơm nóng hả? Vậy sao đồ ăn lại nguội vậy ta? Không hiểu nổi. Có nghĩa là đồ ăn này nó không cần phải ăn nóng. Ở đây nó không, người ta không ăn nóng. Ở đây không ăn nóng hả? Thì kỳ vậy? Ờ, cái xứ gì mà kỳ cục ghê, ăn đồ ăn không ăn nóng. Ờ, xuất sắc. Ừ. Hôm nay thì Bu Mì có một cái nhiệm vụ mới là chụp hình. Bình thường đi ăn không mà mập thấy bà rồi, giờ là kiếm máy cho chụp. Ok. Hả? What? Gì vậy? Ok. Để kiếp. Ok. Chụp hình, đang chụp hình, trong chụp hình. À. Yeah, thank you. Vâng, thưa các bạn, chúng ta sẽ có ở đây là một cái hũ, một cái thố, một cái miếng cơm. Đây đó, đây là cơm. À, rất là dễ thương. Ngoài ra thì chúng ta còn được cho cơm thêm nữa chứ không phải vậy không đâu nha. Đâu cái tô cơm đâu rồi? Anh em qua đây cho mình. Đó. Đúng rồi, đó, tô cơm vậy. Đó. Canh thì như ý súp thì nãy như các bạn nói. À, cái gì? Thịt kho tàu. Cái này Tết ăn ngán, mấy tôi muốn tràn cái bản họng luôn. Cái này là rau. À, một đặc điểm mà nãy mà Zen nói á, tức là những cái món đem ra đây rất là nguội. Không có cái gì gọi là nóng hết trơn, trời á. Có cơm thì nó hơi ấm ấm, à, canh thì ấm nè, đó. Không biết tại sao nữa, nếu mà các bạn biết thì comment cho Zen biết cái lý do của mình nha. Nha. Cái dĩa ăn cũng rất là lịch sự. Ừ. Ở đây thì người ta ăn nguội thôi. Đúng rồi. Đây, gà. Cái này cũng nguội luôn nè. Nhưng mà nó còn giòn. Chắc là chiên hồi 5 giờ tới giờ. Ok. Cái xô á, thì theo thông tin của nhân viên chia sẻ là 9 giờ, 8 giờ 8 giờ sẽ có. Ừ. Cho nên thôi bây giờ ăn. Đâu, buông mì ăn đi, còn bụng ăn không? Không. Trời đất, nhìn... ăn cho dữ luôn. Sao mấy bạn nhìn như món Việt Nam nữa. Thôi vậy thì Zen sẽ ăn, Zen sẽ review cho các bạn ha. Dù gì cũng tới rồi. Ừ. Cái tour này bao nhiêu nhỉ? 400. Coi lại coi Bu Mì. Cái bên trip cái tour này là tụi mình book bên trip. Thì cái chi phí của nó là hình như là... coi lại không nhớ giá. Ừ. 400 mấy, 410 mấy. 410 mấy à. Thôi chính xác đi. Mình nổi tiếng là làm chính xác cho các bạn mà. Cái tour này tên là Khang To Ke. 417.000. 417.000. Nếu mà không có đưa rước. Nếu không đưa rước là 417.000, còn nếu có đưa rước. Đưa đón thì là 490.000 một người. Ủa vậy là dọn cái gói đưa rước luôn cho nó tiện. Hồi nãy đi ráp là hết 9 mấy ngàn rồi, đúng không? 7 mấy ngàn. Hồi nãy đi ráp 98.000 mà em nói gì vậy? 98 bạc. Ấy 98 bạc nhầm. Là 70.000. Nhưng mà cái đơn vị đây là tính bạc mà. Đang tính người. Họ đang tính Việt Nam đồng là 490.000 các bạn. À, đang tính Việt Nam đồng là 417.000 một người chứ không phải là 417 bạc một người nha. 417.000. Nè, ví dụ nha, để mi tính nha, 490 trừ 400 cho là 420 đi. 90 trừ 20 là 70.000 một người, là bao gồm đưa đón thì nó cũng y như là mình đi 2 chiều rồi. Cũng xem giá à, nó đâu có mắc mà nó đâu có rẻ hơn đâu. Vậy là nếu mà các bạn á mà ở cái khu mà OCT á thì qua đây nó gần hơn thì nên là tự đi, thì tự bút ráp thì Bu Mì nghĩ là nó sẽ rẻ hơn, với lại thời gian mình chủ động hơn. Còn ví dụ như là nếu mà bút mà đưa đón ở trên này á thì họ sẽ hẹn trước, thường là hẹn trước hơi sớm khoảng 6:30, thì 6:30 là mình phải tới rồi, thì nó cũng sớm. Kiểu chật vật. Còn cái kia thì thời gian mình chủ động hơn đó, và 8 giờ sau mới diễn, thì nếu mà bạn nào còn no và chưa mà không có cần đến sớm, là tại vì không phải là mình đến là mình mới dành bạn, mình đến sớm thì mình giành được chỗ tốt mà họ đã sắp xếp vị trí sẵn rồi, nên đến sớm đến muộn thì mình cũng ngồi vị trí đó thôi.
Thành ra nên bạn nào mà không gấp gáp thì tầm bung mình nghĩ tầm 7:30 gần 8 giờ đến mình bắt đầu mình ăn mà mình xem biểu diễn luôn là ok, thì nó đỡ tốn thời gian hơn là 7 giờ mình đến mình ngồi ăn và mình phải đợi một tiếng đồng hồ. Tuy nhiên bạn nào mà đi đông á, thấy là một nhóm đi đông đúng không, rồi ngồi chơi ăn uống đùa vui nói chuyện á thì ok, thì đó là tùy cái mục đích và tùy cái tính chất của cái nhóm của các bạn. Ok rồi, nhưng mà bia hơi mắc, bia mắc quá, hiểu hồi sao trưa giờ 170 bạc đúng không, mắc hơn ở Việt Nam nhiều luôn. Ủa ví dụ như anh ở Việt Nam anh đi nhà hàng anh uống bia là bao nhiêu tiền? Có đi nhà hàng uống bia nào, biết đi ăn ốc bình thường thôi. Không, bình thường đi nhà hàng uống bia cũng đâu tới 40-50 một chai đâu. Đúng rồi, làm gì tới 40-50 một chai là trong ba. Còn này là 127.500 đồng một chai bia chan. À. Bia chan thì cũng cái kiểu cũng giống như Sài Gòn Xanh của mình á. Nhưng mà không biết cái size nào. Ờ cái chai nó bự nha, chai bự nha. Bia chan thì chai bự. Ừ. Ok, cảm ơn ngươi chia sẻ của Bumi. Về không gian ở đây thì các bạn thấy đó, mọi người là ngồi ở đây nè, ngồi đất hoặc là có thể ngồi trên bàn ở bên kia. Có hai không gian luôn, cái chỗ này cũng rất là rộng, có bên trái bên phải đều có không gian bàn cho các bạn ngồi hết. Kính thưa các bạn, tôi mới cầm lên cái muỗng, tôi nói thiệt cái muỗng này cầm mà tán vô đầu ai một cái nghe là lũng máu, máu phun nhèo nhèo luôn. Đúng rồi. Má nghĩ sao vậy? Trời ơi. Má nó bự mà nó nặng. Không phải. Ủa cái này giống như là à không, nó dày bằng cái muỗng bình thường á. Dày dễ sao dày luôn á. Anh phải ghê cận cảnh cái cán nè. Mà nó đặt nha. Cái cán là cái dạng cán tròn. Nó đặt. Còn cái nĩa nè, không? Cầm đâm cái bao chết luôn á. Nó cứng ngắc luôn. Ai mà nóng tính vô đây ăn uống nhớ điềm tĩnh lại. Nhân viên nó thấy không được lấy nó quất chết. Này nó phang cái là lỗ đầu luôn á. Ok thôi bây giờ ăn thử đi ha. Bây giờ mình sẽ húp thử một miếng súp nè. Súp ở đây nó có chồng chén riêng và có cái muỗng nữa nè. À lưu ý nè. Hình như là nước luộc gà ấy. Bạn nào á mà đi xem thì nên đừng nên mặc váy nha, tại Bumi không có biết là mình ngồi ở dưới đất á nên Bumi mặc váy thành ra nó hơi khó chịu, nó hơi bất tiện xíu. Mặc váy à, nhưng mà bạn nhân viên ở đây rất là lịch sự nha, bạn thấy Bumi mặc váy á cái bạn mới lấy cái khăn trẻ bạn bỏ ra xong rồi bạn hủ lên à, y nói mày bớt á, bớt mốt bớt một váy đi. Cái khăn này là cái khăn chùi miệng mà mẹ nói khăn chải bàn. Ủa lộn. Đây nè, đó khăn màu xanh đó đó. À, rồi như cái đèn biểu diễn vô thì... đâu phải không, khách đây. Mình chưa ăn nữa mà. Ok rồi, đeo cái này nóng quá các bạn ơi. Da heo. Dẫn cái hương vị này chưa? Giòn. Đây, miếng gà. Gà này gà chiên. Trên nghĩa là chắc cũng không có ướp cái gì đâu. Có gì hả mắng nha. Họ đem ra nguội, nhưng mà cắn vô vẫn giòn. Chắc là có ướp bột. Bột giữ giòn. Ướp bột. Cái này ăn vừa ăn rồi, không cần phải chấm cái gì nữa. Dạ. Nó có một cái... Ngon hơn gà KFC. Không, gà KFC thì gà nó kiểu là mềm và mịn và ngọt hơn á. Còn cái này nó chắc hơn. Tại vì chiên nữa, nó cũng khô hơn nữa. Ừ, với lại cái này không có bột. Thì anh thích loại này. Có bột mà chắc ít. Có bột mà chắc ít. Ẩn à. Hoặc là biết sao, người ta không. Chiên lửa lớn. Ừ. Ăn thử đi, cắn miếng thôi. Ngon quá. Cắn miếng thôi. Đây chưa có nhiều đâu. Hơi mặn. Thì đó, vừa ăn rồi. Tức là ăn là không cần phải chấm cái gì hết. Đúng không? Còn lại để coi, cái này là đồ không chua. Không bột, nó rất mỏng. À hả, đúng rồi. Không, nhiều xào.
Vậy sao? Vừa hả? Là ghim sản nhà vậy? Nó ăn cơm á. Nào ngon à. Ê, anh nghi là hả, người Thái có nguồn gốc từ miền Tây á. Làm cũng đồ cũng ngọt nè. Xào đồ cũng ngọt nè. Vừa ăn rồi, thích thú vị ghê. Đúng là thú vị luôn á. Để vô con này ăn thử nè. Miếng ăn. Ủa, đâu, đu gà đâu ạ? Ê chăng mình xào ra ghim nè. Sao? Ngon. Ủa nhưng mà anh hồi đang nói vị. Anh đâu có ăn cái kiểu giòn giòn đâu. Đang nói cái bể. Đang nói cái bể. Không mà mấy cái lá cải này nó ấy mà. Chín mà. Vậy mà ở nhà tôi xào giòn. Không bao giờ ăn. Có xào cũng chê. Em xào gì cứng vậy? Xào với cho chín. Cái này nó chín. Không mà nó vẫn giữ độ giòn. Chín ở này tái. Chín. Mà cuối cùng là cái bể sao nè. Cái gì? Ngon hả? Ủa chứ không phải mày không thích ăn ngọt hả? Cũng đâu ngọt lắm đâu. Nói chung là như đồ xào, má xào thôi chứ cũng không gì đặc biệt. Nó không phải ngọt lắm nha. Xin xin đính chính lại là nó không phải ngọt lắm. Nhưng mà tại vì tưởng là trên thích ăn lạ quá, kiểu quen á. Cho nên ăn vào là thấy ngọt liền. Tuy nhiên cái kiểu cái vị này là giống như của người miền Tây xào. Đó. Kiểu vậy, đúng không? Đúng không? Mình tay hơi làm hay ngọt ngọt vậy đó. No quá rồi. Nên là không có tiếp tục ăn nữa. Nhưng mà cơ bản là tôi thấy là những cái món ăn ở đây nó bình thường. Bình thường như một bữa cơm gia đình ở nhà, ở Việt Nam. À, để mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Đọc cái gì? Cái món mà mình gọi là thịt kho tàu á. Ờ. Thì nó là ủa gì? À, nó có mùi cà ri, nó là cà ri bò. Nó là bò chứ không phải thịt heo nha. Ủa bò hả? Thịt bò. Ừ. Không, chút nữa ăn thử là biết. Rồi chắc là bò á. Cà ri bò kiểu miếng điện. Rồi. Ừ. Rồi cà chua. Cái món sốt đó thì là cà chua sốt thịt ớt. Thì là hồi chưa đã ăn rồi. Da heo chiên. Đúng rồi. Sau đó là rau tươi. Rau tươi. Rau tươi đúng rồi. Dưa leo tươi. Đây. Có chén rau tươi. À, cái này luộc rồi. Luộc rồi nhưng mà ý là rau luộc đó. Ý là rau tươi luộc chứ không phải là tươi là còn sống luôn. Rồi rau xào hạt cẩm là cái món hồi nãy dèn ăn á. Xong. Gà rán. Gà rán là cái này. Còn cái món này là cơm hay mì. Mì gì đó, mì xào giòn. Nó gọi là mì xào rồi. Giòn. Cái cọng giống cái cọng cơm đó ha. Đúng rồi. Đúng không? Thì các bạn. Cái món này giống như ăn chơi vậy á, ăn nó ngọt ngọt. Ừ. Ăn mà nó thơm thơm. Mà ngon không? Ngon. Ngọt lắm nha. Nó ngọt lắm nha. Nó phải ngọt vừa đâu. Ừ. Rồi gì nữa? Bí chiên. À bí chiên hả? À cái này là bí. Ủa, chứ mà là chuối. Không chuối nữa. Ủa? Chuối rồi bí rồi gì tùm lum á. Thôi để ăn thử đi. Ừ, ăn thử thuộc chân. Không vậy là chuối chiên rồi. Nhìn giống chuối mà nhiều nhiều. Chuối. Chuối chiên. Ừ, chuối chiên hoài bí nha. Chuối. Rồi chuối chiên thích. Ê Quang. Nó giống như chuối chiên thiệt. Rồi mà nói là chuối chiên mà. Ngon luôn. Cũng ngọt nha. Ở đây thì có 3 loại hộp đơn cho các bạn chọn. Thứ nhất là hộp đơn thông thường là như cái hộp đơn mà bọn mình đang ăn đây nè. Ủa, này là thông thường hả? Ừ. Còn không thông thường thì sao? Không thông thường. Rồi có hộp đơn chay với hộp đơn mà halal. Ok. Đó là một vài cảm nhận sơ về những cái món ăn ở đây. Để lát nữa coi cái show trình diễn như thế nào. Các anh em thiện lành của Gen thân mến. À, các bạn thấy không? À, ở đây mọi người dẫn khách vô cái ngồi xếp lớp vậy đó. Cái đem đồ ăn ra xong cái tới chụp hình giống như cái lớp mẫu giáo vậy đó. Đó, xung quanh nè, đó. Mẫu giáo là đám cưới thì ra từng bàn chụp hình. Tới giờ ăn trưa cái mấy cô, mấy thầy cái đem đồ ăn tới nữa. Xong có đàn hát nữa, đây là một cái lớp mẫu giáo cao cấp. Ở trên chắc là phụ huynh ngồi chờ cho con cháu ăn xong rồi dẫn về. Thank you.
Các bạn thấy thì ở bên đây thì mọi người, các nhân viên đang đưa cho những người khách của mình những cái tấm hình mà hồi nãy mà chụp hình á. Và Zen nghĩ là, Zen thấy có những vài cái lắc đầu và Zen nghĩ là cái bức tranh đó được bán, cái bức hình đó được bán. Ok. Ủa sao không mời mình vậy? Đi lướt qua luôn, đi lướt qua Zen luôn vậy? Nhìn mặt là biết không mua. Không tin luôn á. Hồi nãy nhớ không, nhớ có cái khúc chụp hình đó. Lại nè 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 nè, chặn chỗ này cái chụp hình nè. Chụp xong cái in xong rồi đóng vô khuôn luôn. Rồi cái đi mời mọi người. Chắc là vậy thôi. Giống như bên Singapore. Bởi vì mấy khu du lịch này làm ăn dữ dằn nè. Việt Nam mình phải học hỏi. Việt Nam mình có mà tự phát. Uh-huh. Nhưng mà ý là Việt Nam mình chắc ăn hơn. Việt Nam mình là phải đồng ý thì mới chụp. Ờ đúng, đồng ý mới chụp mới in. Đó. Chứ người ta không có in bậy rồi ấy. Ừ. Tại Việt Nam mình không phải là do mấy cơ sở đó, nó tổ chức mà là do mấy ông chụp hình dạo. Mấy ông cũng đâu có vốn liếng gì. Đúng rồi. In ra trước. In ra người ta không mua cũng kỳ. Nè, vé là vé không mua chắc rồi. Đúng rồi. Nghĩ sao vậy? Nó thèm lại mời. Ok đó, đó là một vài cảm nhận. Để lát chờ coi coi họ có tới mời không, quay tiếp cho bạn coi. Wow, bức tranh nè. Ờ, My nói chuyện tiếng Anh đi, My hỏi đi. Hỏi đi, em hỏi anh không á. 100 baht. 100 baht. 1000 baht. Không, 100 là 100. 100? Ờ, là 70 ngàn. 70 ngàn hả? Ê, nói chung là cái này 70 ngàn thì với cái khu vực giải trí thì cũng gọi là ổn ha. Nhìn dễ thương hả? Nhìn mà hơi lộn. Hả? Xe lấy không? Đương nhiên là không lấy rồi. Mà thấy không lấy thì cũng ổn. Thì hai bé này cũng dễ thương. Hả? Đó thấy không? Vậy thấy gái đẹp thì cũng không phải là do mình đẹp mà do gái đẹp. Họ mua cho em bé thì hả? Cũng ổn, thấy cũng dễ thương. Ừ. Thôi, 170 ngàn thôi cũng ăn uống cũng hết. Thôi thì mình ủng hộ nền du lịch nước bạn. Chứ 100. Anh trả tiền luôn nè. 120 bạc. Ủa tiền gì? Tiền nước. À tiền nước hả? Ok. Lấy tầm 100 với tầm 20. Đang kêu buôn mì tính tiền. Tức là bà mua cái show này ở Việt Nam là tính tiền Việt Nam, nhưng mà Zen thì muốn tính ở bên đơn vị Thái, cho nên muốn đổi qua cái đơn vị Thái, bạc Thái á, cho nó dễ. Tại vì hồi sáng tới bây giờ Zen Zen toàn là tính tiền bạc Thái không à. Để lên xe tính tiền tiếp. Nhiêu? 1400 bạc là bao gồm không tiền xe thì anh tính rồi, thì lúc mà đi tới đây là 98 bạc, rồi cái tiền 70 bạc là tiền ý không? 100 bạc là tiền hình, rồi 120 bạc là cái tiền nước uống gọi thêm. Tại vì cái phần mà ăn á, thì khi mình đặt ở Việt Nam là tính luôn phần ăn rồi, thì cuối cùng là tiền nước, tiền hình với lại cái tour này tính ra tiền bạc Thái là bao nhiêu, không có tính tiền xe nha.
tiền xe em tính vô. Tính luôn hả? 1.400 hả? Ờ, à, rồi 1.400 thì hồi nãy tiền xe là 98 bạc trừ ra đó. Là nếu mà bạn nào đi bộ tới đây thì đâu có mất tiền xe. Rồi, bạn đã tới đây chưa? Tham dự cái lễ hội này chưa? Cái lễ hội mà hả, lúc trên tới lên có livestream á. Nếu mà bạn nào muốn coi thì có thể click vào cái link bên dưới, cái phía dưới description để mà xem lại cái livestream đó của Jen nha. Lúc mà Jen ăn thì thấy trời ơi, những cái màn trình diễn này nó xuất sắc quá, nên tôi mới livestream. Tôi không thể nào quay được, thẻ nhớ tôi chứa không đủ để diễn. Cái màn biểu diễn xuất phát rất là đơn giản nhưng mà kết thúc rất là hết hồn. Rồi, ok, bây giờ tình hình sao của Mỹ? Chắc là về. À, về. Đi vòng vòng kiếm một quán cà phê nào đó. Đi mất nó, hoặc là đi massage. Kế bên chỗ mình có chỗ massage. Bao nhiêu? 300 bạc tiếng. Hoặc là hơi massage vai lưng chân thì rẻ. Mới qua mà massage gì đâu phê, phải mình phải đi bi dừng ngày mai ngày mốt nữa massage mới phê. Mới qua có gì đâu. Tính hết rồi nhưng mà quay tiếp là muốn giải thích cho các bạn là tại sao mà lại đi cái tour này. Qua đây giải thích mày. Thật ra thì Bumi coi một vòng á, thì buổi tối ở Chiang Mai thì mình chỉ có đi chợ nè, hoặc là đi quán bar, hoặc là đi cái những cái night safari á, là cái đi sở thú buổi đêm á, nhưng mà Bumi lại không thích cái hình thức đó cho lắm. Bumi không có thích cái hình thức đi sở thú cho lắm, nên quyết định là tại vì đọc description rất là hấp dẫn nha các bạn, coi biểu diễn nghệ thuật, nghệ thuật của cái xứ Lana cổ xưa này kia nọ các kiểu thì nghe rất là hấp dẫn. Thì khi mà đến một cái nơi nào đó thì cũng muốn tìm hiểu văn hóa cũng như là tìm hiểu về những cái đặc trưng của cái vùng đất đó. Thành ra Bumi nghĩ là chọn cái tour này là một cái cách để mình có thể hiểu rõ hơn về văn hóa cũng như vùng miền này, nhưng mà nó quá sai, sai quá sai. Thứ nhất có nghĩa là nếu mà bạn nào mà thích cái kiểu mà Bumi nghĩ là đi đâu á, mấy bạn đi một nhóm bạn đông á, xong rồi ngồi uống bia, lai ra trò chuyện với nhau rồi xem biểu diễn ca nhạc thì rất là ok. Nhưng mà do hai vợ chồng đi á, nhìn nhau chán lắm, có gì nói mà múa nó còn chán hơn. Ok. Nói nghe nè, từng nói dưới ánh đèn này luôn. Nói chung á, thích cái diễu múa này á, Tây Nguyên mình có đầy. Không cần phải tới Chiang Mai để coi đâu. Ok, tụi mình sẽ lên Đắk Lắk để phục vụ. Ờ, Jen chưa có đi Tây Nguyên cho nên là chắc là sẽ lựa một dịp để đi. Đó. Bảo đảm là hấp dẫn không? Nói thêm về đồ ăn thì đồ ăn không dở nha. Không dở nha. Nhưng mà nói gì ngon thì nói thật là cũng không phải là ngon xuất sắc. Tại vì cái mấy cái món á, nó ăn nó giống như đồ Việt Nam. Đúng rồi. Nó cũng không có gì khác biệt cho lắm. Với lại hồi nãy chưa kể là mình cũng ăn no rồi đúng không? Đúng mình rồi. Mới ăn hồi lúc 4 giờ, thành ra bây giờ ăn mấy cái món này ăn không có nổi. Mấy món y chang nhau. Đúng rồi, cũng tựa rồi da heo, rồi rau luộc, rồi lại cái sốt ớt, thịt bò với lại cà chua thì ăn nó cũng tương tự nhau nên bọn mình không có ăn nổi. Ok, rồi đó là cái cảm nhận về cái tour này. Chuyện là tụi mình không thể vô phòng. À, cái này là chỉ có tiếp tân mới mở cửa được thôi, chứ để cái thẻ vô đây là quẹt là thua rồi. Nói chung là để cho có chơi cho vui thôi. Không, à.